Các bạn đã bao giờ trải nghiệm hương vị đặc trưng của ẩm thực Hàn Quốc chưa? Nếu chưa, hãy để Tteokbokki giới thiệu đến bạn một trong những món ăn phổ biến nhất và đầy sức hút của xứ sở kim chi, Tteokbokki truyền thống Hàn Quốc. Tteokbokki không chỉ là một món ăn, mà còn là một trải nghiệm về hương vị và cảm xúc. Bạn sẽ được thưởng thức sự hòa quyện của những chiếc bánh Tteokbokki mềm dẻo, chả cá thơm ngon, xúc xích đậm đà, cùng với sự kết hợp đặc biệt của nước sốt cay Hàn Quốc đặc biệt, tạo nên một cảm giác ngon miệng không thể cưỡng lại. Sự kết hợp hài hòa giữa vị thơm ngon của Tteokbokki và chả cá, cùng với vị cay nồng của sốt cay Hàn Quốc, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực đặc sắc khiến bạn muốn thưởng thức ngay sản phẩm này. Để tăng thêm hương vị và sự cân bằng cho món ăn, rau cải thảo được kết hợp cùng Tteokbokki không chỉ mang lại màu sắc bắt mắt, mà còn giúp cân đối dinh dưỡng, tạo ra một bữa ăn hoàn hảo cho cả gia đình. Tteokbokki một phần không thể thiếu trong thực đơn của người yêu ẩm thực Hàn Quốc, tôi có một phần quà muốn tặng bạn hoàn toàn miễn phí. Cách hướng dẫn chi tiết với quy trình tạo lên món ăn đặc biệt chuẩn của Hàn Quốc này, tôi đã đóng gói thành video và tài liệu công thức đi kèm giúp bạn dễ dàng thao tác. Bạn chỉ cần comment bên dưới muốn nhận món quà này. Tôi sẽ gửi món quà này tới bạn. Nếu bạn thực sự yêu thích ẩm thực Hàn Quốc, không nên bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Cuối cùng chúc bạn sớm có thể chế biến thành công món ăn Tteokbokki Hàn Quốc này tại nhà hoặc tại quán của bạn nhé. Hãy nhớ đừng quên nhấn like và follow để tiếp tục đón xem những sản phẩm mới của Tteokbokki và các phần quà Tteokbokki sẽ tặng bạn nhé.